Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác các anh em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một cái dòng loa bẫy chim điều khiển từ xa, rất là bền, cũng như là hàng chất lượng thôi nhá, hàng cao cấp, để anh em tham khảo. Thì như các bác thấy trên hình đây là một cái mẫu loa AT101 pin bền, hàng mới nhất của 2020. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng tận nhà, anh em nhận hàng trả tiền, bảo hành các bác 1 tháng, trục trặc em đổi mới nhá. Đấy, nên anh em yên tâm không phải cọc cạch gì. Em gửi qua ngành bưu điện tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc luôn nhá. Các bác ở miền Nam gửi 3 đến 4 ngày, còn các bác miền Bắc thì em gửi 2 đến 3 hôm là có hàng rồi nhá. Đấy, là một đơn vị bán hàng chuyên loa bẫy chim thì bán rất nhiều mẫu loa điều khiển từ xa. Thì hôm nay giới thiệu bác là cái chi tiết về cái mẫu loa AT101. Đấy, để em khám phá cho anh em xem luôn. Các bác nào mà chưa biết thì có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng nhé. Còn các anh em mà biết rồi thì có thể chia sẻ hay là giới thiệu anh em bạn bè mới chơi mua cái mẫu loa này. Pin con này thì loa này rất là khủng luôn nhá. Pin bền khoảng dùng khoảng 15 đến 17 tiếng mới hết pin. Đấy, âm lượng cũng rất là khá là ok, chất lượng âm thanh rất là tốt. Vỏ hộp thôi nhá, màu vàng AT101 in hẳn lên vỏ hộp luôn. Đấy. Và phụ kiện cho các bác đầy đủ không nhá. Một cái dây sạc của loa này. Đấy, cái nú tròn tròn này dây sạc của loa. Cái màu vuông vuông này là dây sạc của điều khiển thôi nhá. Đấy. Và đây là cái con cóc, nó là sạc rời thôi nhá. Các bác khi về, các bác nếu như cái này bị hỏng hay trục trặc, các bác có thể mua cái sạc của điện thoại các bác dùng được, nên là yên tâm. Đấy, mẫu loa này rất tiện dụng cho anh em. Một cái điều khiển. Điều khiển này là điều khiển mẫu điều khiển màu đen. Đấy, hình vuông. Cái mẫu này thì dùng pin điện thoại nhá, pin điện thoại này. Pin điện thoại khi các bác sử dụng hết pin thì các bác sạc pin thôi, không phải mua. Nên rất yên tâm. Anh em dùng sạc một lần dùng khoảng 1 tháng hay nửa tháng mới hết pin thôi nhá. Đấy, đây là một cái loa, thân chính của loa này. Thân chính của loa. Mẫu này thì cái mẫu này là vỏ loa là màu đen thôi nhá. Đấy, vỏ loa màu đen này. Đây. Màu đen thôi nhá. Đấy, các bác có thể thấy kỹ này. Đây. Nó in là AT101 này. Đây các bác nhá, đây chỗ này. Đấy, AT101. Trên đỉnh có 2 nút cơ nhá. Trên đỉnh có 2 nút này. Đấy, và thân đây, pin của nó này, AT101 này. Pin của nó là 4000 mAh, tương đương 15 đến 17 tiếng đồng hồ mới hết pin. Anh em yên tâm, nếu các bác đi rừng sâu xa thì các bác có thể sử dụng cái mẫu loa này rất lâu hết pin, đánh đôi 3 ngày mới hết pin cơ nhá. Đấy, vì thực tế anh em mình bẫy chim trong vòng 1 2 tiếng đã tắt đi đánh chỗ khác rồi. Đấy, đây là cái túi đeo loa luôn luôn ở bên dưới, túi màu dàn di luôn nhá. Đấy. Có dây đeo luôn. Đấy. Có dây đeo luôn. Đấy, mẫu này thì đầy đủ luôn để anh em đi rừng đeo vào. Đấy, các bác không dùng cầm cái ấy này thì các bác sẽ cầm cái dây đeo, túi đeo đi. Thì như bên em là bán riêng cái thẻ nhớ này là 80.000 đồng thôi nhá. Thẻ nhớ mua theo loa là 80.000 đồng, bao ship luôn. Đấy. Thế còn các bác mà mua giờ thì bên em bán riêng. Đấy, thẻ tiếng thì miễn phí rồi. Đây, bật loa các bác nhá. Đây. Thì các bác muốn thử la thì ấn vào cái nút sát cái nó sẽ kêu luôn. Đấy. Lúc nào ở chế độ bao ship. Đấy. Có rất nhiều tiếng chim luôn nhá, thẻ đầy đủ tiếng chim luôn. Đấy. Trên đỉnh có 4 cái nút báo đèn này, thì có 3 nút là báo điện, còn cái nút màu này là báo màu trắng này, thì khi các bác sạc pin nó báo điện sắp đầy pin thì sẽ báo màu xanh. Đây, nguồn điện của nó 5V các bác nhá, nguồn điện 5V. Nên là rất tiện lợi, nó gần như là nguồn điện của điện thoại 5V luôn nhá. Đấy. Tất cả con chức năng ghi âm, đài FM có đầy đủ hết cơ nhá. Đấy, nên rất tiện lợi cho anh em. Bên shop bán rất nhiều mẫu loa thì hôm nay giới thiệu cho bác cái mẫu loa AT101 này để anh em tham khảo nhá. Mẫu này thì bây giờ anh em mua rất là nhiều. Nó gọn nhẹ, cái nhất là gọn nhẹ, màu hợp kim nhôm. Vỏ là hợp kim nhôm nhá. Đấy, nhẹ nhõm mà rất là tiếng rất là ok. Pin bền. Đấy. Anh em các bác có thể tham khảo kỹ trước khi đặt hàng nhá. Bên em bán rất nhiều mẫu loa. Đấy, khi các bác đi xa các bác phải rút cần anten lên thôi nhá. Đấy, rút cần anten lên thì nó sẽ bắt sóng rất là tốt luôn. Sóng thì điều khiển thì nó từ 200 đến 300 mét thôi nhá. Đấy, đảm bảo anh em yên tâm luôn.
chất lượng âm thanh ok. Đấy. À, một cái video rất là ngắn thôi để giới thiệu cho các bác cái dòng loa AT101. Đấy, giá hợp lý cho anh em. À, em sẽ kết thúc video tại đây. Cũng xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video kế tiếp của shop. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ các bác, hoặc anh em chia sẻ anh em bạn bè cũng biết. À, cũng xin cảm ơn các bác đã xem video. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.